vậy? Sao mày gặp con gái tao hoài vậy? Lúc trước má ủng hộ tụi con mà, sao bây giờ má lại cấm cản? Lý do thứ nhất á là do mối thâm thù từ đời trước vẫn dẫn tới đời sau. Cái lý do thứ hai là nam chính với lại nữ chính yêu nhau say đắm, nhưng mà cuối cùng phát hiện là anh em ruột, nên nó sẽ dẫn tới một chuyện tình lâm ly bi đát. Má chỉ nghĩ cho cảm xúc của má thôi, má không bao giờ nghĩ cho cảm xúc của con. Bất dạy, bất dạy, mày hỗn láo với tao á? Mày coi làm chuồng hơn tao phải không? Chị hai, ông ấy á, mình nói sự thật cho con Diệu nó nghe đi chị, đừng có giấu nó nữa. Chị hai, chị ba, chị tư ơi, trời ơi, năm em có chồng rồi.